Quý vị thân mến, mang xuân đến với các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nghĩa cử cao đẹp được tuổi trẻ thành phố Cần Thơ tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động thiết thực. Những món quà, những tình cảm theo bước chân tuổi trẻ được trao đi ở khắp các xã phường trên địa bàn thành phố cho mùa xuân thêm tròn đầy. Đón Tết năm nay, 52 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận Ô Môn ấm áp hơn khi được các anh chị trong câu lạc bộ Chia Trẻ Thơ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức chương trình ấm áp tình xuân. Với những món quà trao tay giúp các em tiếp tục được cấp sách đến trường. Các phần quà gồm 50 túi quà trị giá 300.000 đồng một phần, 10 chiếc xe đạp trị giá 1.500.000 đồng một chiếc xe, 5 phần quà học bổng trị giá 1 triệu đồng. Đối với học sinh nghèo ở khu vực Bình Lợi, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những món quà đến với các em trong dịp Tết là rất cần thiết và kịp thời, nhằm vơi đi phần nào những thiếu thốn. Hôm nay con được tặng quà, con cảm thấy rất là vui. Con cảm ơn cô chú. Con hứa sẽ học tập thật giỏi để không phụ lòng cô chú. Nằm trong chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, chương trình Xuân Tình Nguyện năm 2023 được các sinh viên, đoàn thanh niên trong trường hưởng ứng tích cực. Theo đó, tùy vào từng đặc điểm của từng chi hội sinh viên hoặc các câu lạc bộ của trường sẽ có những hoạt động phù hợp. Mỗi phần quà trị giá từ 200.000 đến 500.000 đồng. Nhân dịp Xuân Quý Mão, thì tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã thực hiện các phong trào và cũng như các chiến dịch hỗ trợ các bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng như là các tỉnh lân cận, các địa phương mà có sinh viên của trường học tập và ở tại địa phương. Thì các đối tượng của tụi em thì bao gồm cả là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rồi người lớn tuổi, trẻ em và những gia đình có công với cách mạng. Hy vọng là những cái đóng góp nhỏ của tụi em thì có thể là mang lại một cái Tết là tương đối cho các gia đình và các cá nhân. Với mong muốn chia sẻ niềm yêu thương ấm áp trong dịp Tết Nguyên Đán, Đoàn Thanh niên Công an Chi đoàn Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ và Đoàn Cơ sở Công an quận Bình Thủy phối hợp Chi đoàn phường Trà An đã trao tặng đến 15 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Trà An, quận Bình Thủy. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm 5 kg gạo, 1 thùng mì và các nhu yếu phẩm. Đối với công an thành phố, công an quận, rồi đoàn thanh niên, rồi là phụ nữ, cộng đoàn là coi như là quan tâm đến người dân tộc của chúng tôi. Thì Tết nhất là coi như là cũng có trao quà, tặng quà. Tuy mặc dầu nó không có lớn, nhưng mà nó đối với tôi là, bản thân tôi là thấy đó là rất là lớn. Vì nó là coi như là để động viên cái tinh thần, là để là coi như là trong cái xây dựng rồi là bảo vệ là đất nước hiện nay. Trên tinh thần với cái phương châm là chăm lo cùng với cộng đồng xã hội để chăm lo đời sống cho bà con nhân dân trên địa bàn quận, thì đơn vị công an quận đã chủ động liên kết được với bộ phận của mặt trận phường, rồi đoàn thanh niên phường chủ công, cụ thể kết hợp với trưởng khu vực của các đơn vị lựa chọn đối tượng và đi đến từng nhà thật sự với mong muốn chia sẻ cho những hộ thật sự cần, những hộ khó khăn. Ngày Tết cổ truyền với sự chung tay góp sức của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ hướng về gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần giúp nhiều gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm. Qua đó khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng hình ảnh lớp thanh niên giàu lòng nhân ái bằng sức trẻ của mình, dệt nên mùa xuân của mọi người thêm trọn vẹn.